Anh em đang muốn tìm mua nick có thể vô cực 11, AK rồng lộn hay là Scar thần tình yêu? Hãy đến ngay với shop lão gió.vn, shop duy nhất có nick đúng yêu cầu của bạn. Giá thì học sinh nhưng mà chất lượng thì lại phụ huynh. Đặc biệt có cơ hội nhận ngay kim cương khi tham gia bất kỳ vòng quay nào trên shop. Đây là shop bác chính thức và duy nhất hợp tác với mình nên là anh em hoàn toàn yên tâm giao dịch nhé. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là lão gió đây. Đến với trận đấu ngày hôm nay thì như anh em đã biết rồi đấy, mình lại tiếp tục. Làm gì bạn ơi? Gạ team up với mình ư? Nhưng mà tại sao lại ngay ở đầu game thế này? Không, mình... Ui, bên kia có người kìa. Trong cái lúc mà nước sôi lửa bỏng này, làm sao mà gạ team up được? Chỉ lúc nào có hai người mới gạ nữa chứ. Mình thì thực ra là mấy hôm nay mình cũng đang thích gạ nhau. Nhưng mà không phải là gạ team up theo kiểu là đi cùng nhau rồi bắn cùng nhau đâu, mà là kiểu như là cuối game ấy thì rút vũ khí cận chiến ra solo như hai người đàn ông đó, kiểu vậy đó, chứ không phải là gạ team up và đi cùng nhau đâu. Đấy là mình còn chưa nói cái trường hợp là cái pha đó, mặc dù là mình biết là gạ team up nhá, giả sử nếu như mình đồng ý nhá, nhưng mà đồng đội của mình đâu có biết đâu, hoặc là đồng đội của bạn kia đâu có biết đâu, đúng không? Vẫn bắn nhau như bình thường, như là cái trận ngày hôm qua anh em xem ấy đó, thì lúc cuối ấy, mình đồng ý là gạ team up với các bạn kia, tức là hai người lôi vũ khí cận chiến ra chém nhau ấy. Nhưng mà đồng đội của mình bạn ấy lại không biết, bạn ấy lại cầm súng lên bắn chết đó. Anh em nào không biết thì anh em có thể xem lại trận đấu ngày hôm qua nhá. Đấy, gạ team up khi mà đi team nó nhì nhằng lắm, nên là thôi, tôi nhất là nếu mà anh em có gặp mình ấy thì cố sống sót tới cuối game, xong rồi anh em ta lôi súng cận chiến ra ấy nhau. Ý mình nói là chém nhau đó anh em, nói giảm nói tránh đi ấy mà. Ok, Ly rồi. Đồng đội của mình hôm nay cũng ghê phết đấy. Nhưng mà mỗi tội là các bạn ấy không có mic thôi. King Avatar là như nào? Lại còn Windy Sát gì đó. Windy là mình biết, cái từ này mình biết này anh em, nghĩa của nó là gió đấy anh em. Nhưng mà chữ sát kia là nghĩa là gì nhỉ? Buồn à? Hay là... Thôi kệ đi anh em, mình thì cũng không phải là giỏi trong tiếng Anh, nên là có đọc sai hay là phát âm sai thì anh em cũng thông cảm cho mình nhé. Ê, đồng đội cover tốt thế nhờ. Mình bắn 2 viên rồi bạn kia bạn không chết, tiếc quá. Nhà lờn người anh em ơi. Ui, đang giao tranh ở dưới này đông lắm nhá. Không có lựu đạn nhỉ? Thôi, liều ăn nhiều thôi. Ui, ba người anh em ạ. Ok, gục một rồi. Ê, bỏ đâu bạn ơi? Ui, bông kêu mất rồi. Có bắn không nhỉ? Ui, tiếc chưa. Nó mặc dù là hở, nhưng mà bắn lại không có được. Ui, em ơi, vừa nhìn thấy bóng của bạn ấy ngoài cửa sổ là mình đã chạy rồi. Thế là vẫn không kịp. Nhanh thế không biết. Vậy là xong rồi anh em ạ. May quá, đồng đội của mình vẫn kịp cứu. Ơ à, sao lại bị hại đấy kìa. Ui, từ từ anh em, mình cứu đồng đội đã. May quá. King Avatar. Cái pha vừa rồi nó hơi lag một chút, đâm ra là mình cũng cảm thấy nó bị giật. Nhưng mà có một điều mình không hiểu là tại sao bạn kia mãi lại bị hạ nhỉ? Bình thường mà mất mạng hay là bị out game thì vào vẫn kết nối lại được mà. Cái này chắc là bạn ấy rời rồi. Mình nghĩ là bạn ấy quay về sảnh chờ. Chứ còn bình thường làm gì có chuyện gọi là bị hạ mà đột ngột như thế được. Hay là bạn ấy bị hết pin? Mình chơi game từ lúc game nó mới ra tới bây giờ, trường hợp này là mình gặp đầu tiên anh em ạ. Không biết là anh em trong kênh mình có ai gặp như thế này chưa. Cũng may là bạn ấy còn bị hạ trước khi mà bạn ấy cứu xong mình rồi nhá. Chứ cái pha đấy mà chưa cứu xong mình mà bị hạ thì chắc là thôi, lại toang rồi các ông ạ. Cố lên, còn có 29 người thôi, không còn nhiều đâu. Trường học có người kìa. Bạn số 4 thì đang có vẻ như là khá thích đi lút đồ. Nhưng mà với mình thì mình không còn lút đồ nữa rồi, tại vì đồ mình đủ rồi mà. Bây giờ mình đi tìm người bắn nhau sướng. Ở đây có người nè.
chắc là bạn cũng thấy rồi. Chạy kìa anh em. Gục nha. Khá yếu. Đi đâu mà vội mà vàng. Đồng đội của bạn đâu? Không thấy ai đến giải cứu à? Mình sẽ chờ anh em ạ. Đừng. Thôi. Mình thấy giơ súng là hiểu rồi đấy anh em. Chán nhỉ. Mình đang tính là chờ xem đồng đội của bạn này có tới không. Bạn bắn chết mất rồi. Không liệu này. Ngon chưa? À, hóa ra là anh chàng này từ vùng xanh đi ra. Có cái thính vừa rơi kìa anh em. Bây giờ mình sẽ đi qua mình kiếm cái thính đó nhá. Hình như là ở nhà đá hay sao ấy. Gần lắm. Đây rồi. Thấy thính rồi anh em. Nhưng mà quanh đây có ai không? Thông thường thì những cái thính mà nó cứ rơi ở đâu ấy là các bạn sẽ đến rất là đông. Tại vì trong thính có nhiều đồ ngon mà. À đấy. Xong các bạn rồi nha. Mình có phóng lựu rồi nha. Sướng rồi. Lâu lắm rồi mới được cầm lại cái phóng lựu. Ui. Gục một này. Có hai người tới gần cơ. Làm sao? Làm sao? Ui. Chỗ đây. Bắn cô nàng này trước. Gục nha. Ở trên đây còn hai người này. Từ từ. Mình sẽ lại gần hơn một chút. Nè. Ok. Tuyệt vời. Lia. Đấy. Anh em thấy cái sức mạnh ghê gớm của cái phóng lựu chưa? Quá là ghê gớm chứ không phải gọi là ghê gớm bình thường. Mình còn hai viên. Tiết kiệm vậy. Ban nãy công nhận là mình cũng xài hơi lãng phí một tí. Ui. Cái bo này có vẻ khá trống nhờ. Không biết là có dễ sơi không đây. Có người ăn tròi kìa. Bo này mà các bạn chiếm tròi thì còn gì lợi bằng. Nào đứng lên. Ui. Bên trái có người á. Bắn này đấy bạn ơi. Hăng say quá nhở. Mình xin nha. Hai anh chàng trên trò đang bị cây đầu rất là nhiều. Ui. Vẫn còn cơ à. Bông kêu vàng phía trên. Từ từ. Để mình công lên cho. Mình có phóng lựu mà sợ gì. Đâu rồi? Vẫn chưa góc anh em ạ. Mở góc chưa đã. Mình thấy rồi nha. À mấy team đang tranh với nhau ạ. Một bé gục này. Gạt bé này trước rồi tính tiếp. Đó xong nha. Ui. Ui, không chết kìa anh em ơi, tiếc chưa. Nhưng mà không sao. Ok, còn bé cuối cùng. Ok á. Chúng chả hoài đấy nhở. Đi chưa. Đâu rồi. À đây. Bạn chạy đi đâu. Mình vừa thấy bạn ấy khua chảo anh em ạ. Nhưng mà mình nghĩ là cái pha ấy ấn nhầm nhiều hơn là gạ team up. Ui đấy. Lại phóng lựu nữa kìa cơ ông. Trời ơi, trận đấu ngày hôm nay là của mình rồi. Toán phóng lựu không thế kia. À, có người kìa. Ok. Mình xin. Bạn ấy còn không làm gì cơ. Ngồi im cho mình bắn thôi. Không biết là bị lag hay là đang làm gì. Còn 9 người. Tính ra là mấy bạn chiếm tròi ngon phết nhở. Có người này. Quay anh lao gió kìa. Ơ, bạn là có mic đây. Có 3 người nha. Có 3 người nha bạn số 4 ơi.
Từ từ. Ôi. Máu này. Đang ngoài bo mà. Vào bo trước rồi cam sau lại đậy. Ui giời, vừa nói xong. Máu quá. Thôi xong. Hằng máu quá thì mình cũng chịu thôi chứ mình biết sao giờ. À da. Thế mà không gục. Ai bảo can tội hàm hố. Có phải là có một người đâu, 3-4 người liền. Xong rồi dưới trời bắn cover lên. Làm sao bắn lại được. Thôi để mình. Yếu nha. Các bạn tới đây. Các bạn tới đây. Phóng liệu này bạn ơi. Ok. Gục một bé. Chạy bò không. Yếu này. À, 3 người à. Được. Lựu đạn này bạn ơi. Lựu đạn này. Ú, các bạn ấy qua đây, các bạn ấy qua đây. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ú, đau thế nhở. Qua đây. Này thì không qua này. Yeah. Lia. Còn người cuối cùng. Vẫn còn 2 thằng nữa. Kinh cơ. Còn một người thôi mà. Đó. Xong rồi. Có một luôn. Tuyệt vời. Đấy anh em thấy không. Có phóng liệu gái nó khác vọt ngay. Như vậy là trận đấu ngày hôm nay của chúng ta lại tiếp tục được nhân giống rồi. Anh em mà thích mình làm những nội dung gì ở những video lần sau thì anh em cứ để lại ý kiến của anh em ở bên dưới phần comment nha. Yeah, vàng một. Ta-da. Như vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Anh em cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đây là một số video mình nghĩ là nó có lợi cho anh em. Cuối cùng là cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye!